Anh đang có điều gì uẩn ức ở trong lòng có đúng không? Vợ anh nó gọi điện cho bố, nói là đáng lẽ hôm nay anh sang thăm thằng Thông, thế sao tự nhiên lại quay về đây thế này? Nếu có gì khúc mắc ấy, con phải nói ra, phải chia sẻ để mọi người còn biết mà cùng với con tháo gỡ. Chứ con cứ im như thóc thế này, làm sao mà bố yên tâm được? Công việc gặp trục trặc à? Hay là chuyện gì khác? Oai, không nói được à? Ok thằng. Bố, con cần phải về thành phố. Con phải giải quyết dứt điểm một số việc. Tùy. Từ trước đến nay, bố luôn tôn trọng quyết định của anh. Nhưng bố nói thật, gần đây anh làm cho bố lo lắng lắm đấy Đức ạ. Bố, giải quyết xong việc, con sẽ về với bố. Con sẽ chăm sóc gia đình, chăm sóc bố. Có điều này bố định nói với anh từ lâu rồi. Đi được đến đâu thì đi, còn nếu không, hãy biết dừng lại con ạ. À.